báo động nạn phá rừng ở vườn quốc gia Phú Quốc để chiếm đất. Giá đất tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tăng cao. Một hecta đất nông nghiệp có giá hàng chục tỷ đồng, nên nhiều cánh thuộc vườn quốc gia Phú Quốc liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất đem bán. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Phú Quốc xảy ra ngày càng phức tạp. Những người này hành động không kể thời gian nào, luôn có người canh đường, theo dõi lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và kiểm lâm, nên khó phát hiện vi phạm quá tang. Số vụ vi phạm khi phát hiện đa số là người từ các tỉnh khác đến làm thuê, không có chỗ ở ổn định nên gây khó khăn trong điều tra, truy tìm những người trong các vụ vi phạm. Nó lợi dụng vào lúc mà cái lực lượng kiểm lâm mình mỏng, rồi lực lượng bảo vệ rừng ít, cho nên là lén lút là chặt phá. Thủ đoạn nó là nó sẽ thuê mướn đó, nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya đó, là phân ra từng vùng, từng khu để tiến hành cưa cắt, chặt phá. Để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng, Công an thành phố Phú Quốc đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường xác định diện tích rừng bị phá là hơn 35.000 m2. Qua đó cũng đã củng cố hồ sơ khởi tố 4 vụ án phá rừng và đã bắt tạm giam 7 người. Xử lý đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực là hủy hoại rừng, rồi lấn chiếm, rồi bao chiếm rồi đất rừng, đất nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Công an thành phố Phú Quốc tiếp tục xác minh một số vụ phá rừng đã và đang xảy ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.